hoàng. Đây là một chiếc xà lan rất là to, nhưng mà ở phía sau của chiếc xà lan này có một chiếc xe cứu đang từ từ di chuyển lên nha các bạn. Mình đang rất là nóng lòng muốn xem cái xe cứu này lên như thế nào đây. Thường thì những cái phương tiện xe cứu chạy bằng cái phà cho nên qua rất là khó các bạn, cái mức độ mà cản nước của anh rất là cao. Thì không để các bạn phải chờ lâu, thì thấy cái xe cứu đang từ từ di chuyển lên đây các bạn. Phía bên đây cũng vậy, anh này đang đi lên rất là chậm rãi đây các bạn. Ở phía sau có một chiếc xà lan đang nối đuôi theo ảnh nha các bạn. Thường thì những cái anh em xe cứu thì thường khi là đổ mồ hôi sôi nước mắt khi mà qua đây. Cái phía trước nó cản nước lại các bạn, chạy rất là khó, nhưng mà độ dựng nó rất là cao, được cái này mắc cái kia các bạn. Chiếc này không thấy tem gì trơn, mình không biết xe gì nữa đây các bạn. Rồi chiếc cần nó đây, chữ này mình không biết chữ gì luôn. Trên màn hình nhỏ các bạn là một chiếc tàu kéo nha các bạn. Chiếc tàu kéo đang kéo vô chiếc xe cờ vô đây các bạn. Anh đang từ từ đi vô đây. Ở phía trên này có rất là nhiều cái phương tiện đang chờ để mà qua. Chết. Đây các bạn, chiếc tàu kéo đang từ từ vô. Trời ơi trời. Rồi. Lại đi một chiếc nữa các bạn ơi. Phía sau đây thì có một cái chiếc ghe các bạn, ghe rất là to. Cái anh tài công này đang lái tiếp cái anh tàu kéo các bạn.
giữ trời thì cái gió đó. Quá tải luôn à. Này là lúc tải luôn. Nước vô tới trên luôn rồi. Trên màn hình nhỏ các bạn là một chiếc ghe tam bản nha các bạn. Cái vỏ này ăn luôn rất là cực các bạn, để mình di chuyển xuống xuống mình quay cho các bạn xem nha. Đây là cái vỏ cái tinh thực bự lên. Cá lên đi luôn. Trời ơi. Rồi rồi. Trời. Này là phải rất giả luôn. Ở đây nè các bạn. Quay cái mũi ở đây luôn rồi nè. Rồi luôn, rồi rồi. Rồi hết ga mới kịp.